Về mặt loan đầu, tức là về mặt hình thế bên ngoài, việc cái ban thờ nó tựa vào bức tường mà sau đấy là cầu thang, nó không ảnh hưởng gì đến cái phong thủy của cái ban thờ đó cả. Tôi nhắc lại là cái việc mà cái ban thờ được đặt vào cái bức tường mà sau đó là cầu thang, nó không ảnh hưởng gì đến phong thủy của cái phòng thờ của anh chị cả. Vì bản chất là cái phòng thờ là người ta tính vào tiểu cục, tức là chỉ có cái không gian của cái phòng thờ mà thôi. Một số cái anh chị đang thiết kế các cái nhà theo kiểu phong cách, tức là mái Nhật bây giờ, tức là chúng ta khi thiết kế nhà chúng ta hay là để cái phòng thờ ở dưới cái tầng 1. Khi để phòng thờ dưới tầng 1 thì ở đằng sau lưng nó thông thường thì nó sẽ là thang, bởi vì người ta muốn nối giữa không gian phòng khách với cả bếp vào nhau thành chung không gian mà. Cho nên ra là ở dưới cái cầu thang, thì nếu như mà anh chị mà để cái phòng thờ mà nó tựa ở tầng 1 và tựa vào cầu thang thì bản chất tựa vào cầu thang không vấn đề gì cả. Tuy nhiên dưới gầm cầu thang anh chị lại làm nhà vệ sinh, thì như vậy thì cái bàn thờ lúc này nó sẽ vừa tựa vào cầu thang vừa tựa vào nhà vệ sinh, thì cái chuyện này lại là chuyện không nên. Và lúc này thì anh chị nên là cắt cái đoạn riêng cái nhịp thang lên của cái phòng thờ bên này, thì chúng ta ngắt không cho làm vệ sinh nữa, mà chúng ta hoặc là chúng ta làm cái vệ sinh độc lập ra khỏi cái vị trí của cái thang thì nó sẽ đảm bảo yếu tố phong thủy tốt hơn. Còn nếu như mà chúng ta đã để nhà vệ sinh ở dưới thang, tôi đang nói ở cái tầng trệt ấy, đã để nhà vệ sinh ở dưới thang, sau đó lại có phòng thờ nó tựa vào vừa nhà vệ sinh vừa vào thang, thì chuyện này thì lại là không được. Thì chúng ta cần phải tránh cái trường hợp này. Nó chỉ duy nhất lưu ý đối với cả trường hợp khi để dưới trệt hay tầng 1 là như vậy thôi, chứ còn bản thân là khi tựa vào thang thì không kỵ.